Xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay một video để trả lời cho khách hàng. Với hôm trước mà Ngọc Ánh quay 5 căn Độ Tràng thì tính đến thời điểm hiện tại đã bán được 2 căn ở bên ngoài và còn 3 căn ở phía bên trong thì giá bán là 1 tỷ 960 triệu đồng, 1 tỷ 970 triệu đồng mỗi căn, chênh nhau 10 triệu, diện tích từ 40m², thiết kế xây dựng là 3 tầng, thiết kế 3 phòng ngủ rất là thoáng, đường ngõ thực tế như quý vị nhìn ở trên video nha. Đường ngõ trước nhà rất là thông thoáng, nó khoảng tầm được 2m, hơn 2m. Và với cái căn nhà này thì nó cách với đường ô tô có thể vào được tận cửa các mọi người nha. Đó, và cái căn nhà này thì nó gần với gì ạ? Gần với lại trường đại học Phenica, gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học thể dục thể thao. Vị trí của nó thì thuộc Đại Thành Quốc Oai, Hà Nội. Với cái dự án 5 căn nhà này thì hôm trước ngoài đã quay tổng thể này, quay 2 căn mặt ngoài rồi và bây giờ sẽ quay đến cái căn mặt bên trong. 1, 2, 3 căn này hiện tại là vẫn đang còn và chưa bán thì mời mọi người theo em hướng vào vị trí ngôi nhà. Với căn nhà này mặt tiền của nó là 4m42, mặt hậu của nó là 4m45, có nở hậu. Toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà thì được ốp toàn bộ là đá granite và cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế 2 lớp. Bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và với cái mặt tiền rộng hơn 4m thì ngoài cái phần cửa chính ra, căn nhà còn có một cửa sổ phụ đây mọi người ạ. Và thiết kế của cái căn nhà này thì nó rất là hợp lý, diện tích thì rộng, thoáng, hướng nhà là hướng Tây Nam. Phần hoàn thiện của ngôi nhà gần như là đã chuẩn chỉnh xong hết, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Với gạch lát nền tông màu trắng, phần chủ đạo là màu trắng cũng như màu sơn, gạch lát nền kích thước gạch 60-60, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ cho quý vị rồi. Theo đúng như hiện trạng của ngôi nhà này, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Và với cái căn nhà này, quý vị có thể vay tối đa được khoảng tầm 1 tỷ tiền bên ngân hàng và phần còn lại thì quý vị có thể chuẩn bị trước phần tiền mặt nha. Ngân hàng hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất hợp lý nhất. Đây là cái phần ngoài cái phần phòng khách thì đây là phần phòng bếp của ngôi nhà, không gian phòng bếp đây mọi người ạ. Khá là rộng đúng không ạ? Toàn bộ cái phần tủ bếp của ngôi nhà thì thiết kế là tủ gỗ và sơn màu trắng cũng như là tông màu nâu. Với cái phần mặt đá mặt bếp ấy thì là ốp đá granite, xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp. Ngoài ra phụ kiện bếp đi kèm thì đều đã được lắp đặt đầy đủ. Nói chung là hoàn thiện xong hết 100% hồ sơ điện nước riêng biệt. Tiếp theo với cái tầng 1 thì còn một phòng vệ sinh nữa mọi người ạ. Phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị sử dụng ở phía dưới tầng 1 về cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà này. Xung quanh vị trí căn nhà này giao thông đi lại thuận tiện, tiện ích chợ trường phường trạm cho quý vị. Ok, đầy đủ hết. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 thiết kế là gỗ và mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite. Như vậy Ngọc Ánh đã review chi tiết đường hướng giá vị trí cụ thể cho quý vị để quý vị có thể tham khảo cái căn nhà này giá 1 tỷ 960 triệu đồng. Vậy thì các tầng phía trên thiết kế ra sao với một ngôi nhà 40m thiết kế 3 tầng? Với 3 tầng của ngôi nhà thì tầng 2 của ngôi nhà thiết kế gồm 2 phòng ngủ thoáng trước thoáng sau mọi người ạ. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên trong. Và với cái tầm tiền này cả nhà cả đất ý, thì phần hoàn thiện cơ bản về nhà nó không phải là quá cao cấp đâu nha mọi người. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế là gạch, lát nền, vân gỗ. Cửa thông phòng thì thiết kế là cửa nhựa composite. Trong tất cả các phòng thì đáp ứng cho quý vị đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, cửa sổ thông thoáng. Đây là cái căn phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài. Đây mọi người nha. Đây là cái căn phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài cho quý vị nhìn đây. Nói chung là ánh sáng ngập tràn vào trong căn nhà này, vị trí đi lại rất là thoáng. Giá bán cũng rất là hợp lý cho một cái ngôi nhà ở cái vị trí đường ngõ như thế này. Này. Rất là rộng. Phòng nào cũng vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong căn phòng. Và ngoài ra, với cái căn nhà này 3 tầng, thiết kế cầu thang ở giữa, phòng vệ sinh ở giữa và phòng ngủ hai bên trước sau thì đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Đáp ứng cho quý vị đầy đủ ở đây. Hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, bồn cầu, lavabo bàn đá. Đây quý vị nhé.
hệ thống điện nước đều được lắp đặt riêng biệt từng căn. Xong hết rồi, sổ đỏ riêng biệt từng căn, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Và mọi người ơi, mời mọi người theo em khám phá nốt tầng cuối cùng ngôi nhà, tầng 3 nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế ở đây cũng phải ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Trên tầng 3 vẫn chia thành hai phòng riêng nha quý vị. Tuy nhiên thì ở cái phòng này nó nhỏ hơn một chút thì quý vị có thể thiết kế là phòng thờ riêng biệt của gia đình. Phòng nào cũng có đầy đủ cửa sổ, ánh sáng thông thoáng. Và đây là cái phần phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ thứ 3 của ngôi nhà. Đó, với 3 tầng nhưng mà thiết kế được 3 phòng ngủ riêng biệt mọi người nhé. Đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng khá là hợp lý. Dưới 2 tỷ, cả nhà và đất, hỗ trợ vay vốn ngân hàng đến 70-80%. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Đấy, để cho quý vị sử dụng ở phía tầng 3. Phòng nào cũng đáp ứng đủ tiêu chí sử dụng theo từng tầng, đồ thiết bị vệ sinh ở bên trong, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm ở phía dưới tầng 1 rồi. Và phần còn lại, đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà mọi người ơi. Đây ạ. Nói chung là thiết kế hài hòa cho một cái căn nhà diện tích hợp lý. 3 phòng ngủ riêng biệt, phòng bếp, phòng khách, phòng thờ, sân phơi. Giá bán 1.960.000.000 đồng. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.